Tại thành phố Hồ Chí Minh, thị trường dừa tươi trở nên sôi động khi mà mùa nắng nóng kéo dài. Những ngày qua thì các chủ dựa dừa hay là các điểm bán dừa tươi đông khách mua nước dừa giải khác. Ghi nhận tại một dựa dừa sim ở thành phố Thủ Đức, cứ cách 2 ngày, dựa sẽ nhập dừa từ Bến Tre với số lượng từ 2.000 đến 2.500 trái. Dừa sẽ được dựa giao cho những quán cà phê, nhà hàng, công ty và bán sỉ lẻ. Giá dừa ghi nhận dao động từ 10.000 đến 22.000 đồng một trái tùy vào kích cỡ, Cụ thể, giá dừa sim xanh, dừa sim đỏ dao động từ 16.000 đến 18.000 đồng một trái. Dừa dứa có giá 22.000 đồng một trái. Trung bình mỗi ngày, các dừa dừa sẽ bán ra từ 500 đến 1.000 trái. Dự đoán từ tháng 4 đến tháng 6, giá dừa sẽ tiếp tục tăng từ 10 đến 20% tùy vào loại dừa nguyên liệu hoặc dừa uống nước cho thị trường bước vào mùa cao điểm nắng nóng. Bên cạnh đó, một số dùng trong dừa ảnh hưởng bởi hạn mặn sẽ ảnh hưởng đến nguồn cung cho thị trường dừa tươi.